cắt lỗ, trả 28 tỷ không bán, nay giảm xuống còn 24 tỷ. Căn nhà này có vị trí nằm trên mặt tiền đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này có vị trí cách ngã ba đường Hai Bà Trưng khoảng 50m và chợ Tân Định khoảng 1 km. Căn nhà này có tổng diện tích đất công nhận trên sổ hồng là 59,1m², chiều ngang của căn nhà là 3,9m và chiều dài là 16m. Kết cấu xây dựng của căn nhà là 1 trệt và 3 tầng lầu. Tổng diện tích sàn xây dựng của căn nhà là 205,6m². Căn nhà đã có sổ hồng hoàn công đầy đủ, mua bán công chứng được ngay. Căn nhà này hiện gia chủ đang gửi chúng tôi chào bán với giá là 24 tỷ, giá còn bớt lộc cho quý anh chị nhà đầu tư và các bạn. Quý anh chị và các bạn quan tâm tới căn nhà này vui lòng liên hệ cho chúng tôi để chúng tôi cung cấp chi tiết thông tin hồ sơ pháp lý và hẹn lịch đi xem nhà. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư và các bạn ở các tập tiếp theo.